Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em tôi ba sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ chơi game mà chúng ta có thể view lên một cái màn hình để chúng ta chơi bằng bàn phím chuột trên cái điện thoại của chúng ta một cách rất là ổn định nha. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi trên cái hệ điều hành iOS nhé. Đó, thì ở đây mình đang sử dụng một cái điện thoại iPhone 6 này. iPhone 6 thôi nhá. Thì một cái iPhone rất là lâu đời rồi nhưng mà nó vẫn khá là ok nha. Còn anh em mà dùng máy tính bảng như kiểu iPad này này vẫn sử dụng hoàn toàn một cách ok nhé. Miễn là anh em chỉ cần máy của anh em chạy hệ điều hành iOS là được nha. Ok, thì đầu tiên để chơi được thì chúng ta cần chuẩn bị này, chuột với cả bàn phím cho mình nhá. Đó, thì ở đây mình đang sử dụng cái con chuột V3 này, một con chuột bên mình đang bán giá là 150 nhá, và một cái bàn phím G21 này. Đấy, bàn phím máy tính nhá, bàn phím này rất là rẻ luôn, thì anh bàn phím là giả cơ nhá. Đó, bàn phím khá là rẻ anh em nhé. Bàn phím này có khoảng 150 hoặc là 200 gì đấy, mình không nhớ ra chính xác lắm, nó chỉ khoảng 150 200 thôi nhá. Rồi, tiếp theo đó là cái con Hanzoi D3 này mình chưa? Đấy, con Hanzo D3 này, con Hanzo D3 này có giá là hơn 800 nghìn anh em nhé. Đó. D3 có pin luôn nha, D3 có pin giá hơn 800 nghìn nha. Đó, anh em cứ liên hệ vào fanpage bên mình thì bên mình sẽ báo giá trực tiếp luôn cho anh em nhé. Và đây, mình sử dụng thêm cả một cái quạt tải nhiệt này. Đấy, quạt tải nhiệt này thì bên mình có giá 150 này. Quạt tải nhiệt không pin nha, thì anh em sẽ cần phải cắm nguồn cho nó nhé. Thì ở đây cái màn hình của mình là nó có nguồn ra USB này, thì mình cắm luôn vào đây cho tiện nha. Đó, rất là đơn giản thôi. Tiếp theo, để view được lên màn hình thì anh em cần chuẩn bị cho mình thêm cả cái cục GTV100 này nhé, cục của Gamesir nhá. Đó, cục này có giá 580k anh em nhé. Bên mình đang bán giá 580k anh em nhá. Đó, thì cục này chuyên view lên màn hình dành cho anh em mà sử dụng iPad hoặc là iPhone nhá. Miễn là anh em chạy hệ điều hành iOS là quất được hết nhá. Ok, thì mình mở luôn cục này cho anh em xem này. Đấy, thì anh em biết thì cái Android D3 nó chơi game bằng màn hình chuột thì khá là bá đạo từ xưa đến nay rồi, không có gì chúng ta phải bàn cãi cả. Đây là cái cục Gamesir anh em nhé. Đấy, đấy, bọc bằng dây dù luôn. Đấy, thì để sử dụng được cái cục này thì cũng khá đơn giản thôi. Thì nó có một cái đầu USB này phải chưa? Đấy, một cái đầu USB thì anh em chỉ cần chuẩn bị cho mình cái cục sạc này, hoặc là cục sạc dự phòng này, cục sạc hoặc cục sạc dự phòng cũng được anh em nhé. Miễn là có nguồn là 5V 2A nhá. Đấy, 5V 2A thì không biết anh em có nhìn thấy ở trong màn hình không? Anh em không biết anh em có nhìn thấy không? Nhưng mà cục của mình đang là 5V 2A nhá, cục sạc nhanh của Samsung nhá. Mình mua máy bên Samsung tặng cho đấy. Đấy, rồi cắm một cục vào đây này, thì cục này anh em cắm vào ổ điện nhá. Đó, còn cái đầu này này thì anh em sẽ cần chuẩn bị cho chúng ta cái dây sạc của cái điện thoại hoặc là cái iPad của anh em nhé. Đấy, thì ở đây mình đang sử dụng cái cáp Lightning này. Cáp anh em lưu ý là anh em sử dụng cáp mua theo máy cho nó ổn định nhá. Đấy, còn những cái cáp trôi nổi bên ngoài thị trường thì bên mình cũng không chắc được đâu, tại vì cái cáp này là cái cáp đi theo máy thì nó mới kết nối mới chuẩn nhất anh em nhé. Đó, rồi tiếp theo cái này thì anh em nhận cắm vào cái lỗ HDMI này. Đấy, cái lỗ HDMI ở trên cái màn hình máy tính của anh em hoặc là màn hình TV của anh em, miễn là có cổng HDMI được nha. Đó, thì bây giờ tất cả các dòng máy tính hay dòng các thứ phổ thông thì đều có cổng HDMI hết rồi anh em ạ. Đấy, còn những cái dòng mà ngày xưa thì nó dùng cổng VGA thì anh em lại phải mua cổng chuyển từ VGA ra HDMI anh em ạ. Đấy, thì mình xoay ra mình cắm luôn cho anh em xem này. Đấy, ok, anh em có thể thấy nhá, mình đã cắm cái cục Gamesir HDMI này vào cái màn hình máy tính của mình rồi anh em thấy chưa? Đấy, cắm vào lỗ HDMI rồi nhá. Còn cái này thì anh em cắm vào ổ điện là được nhé. Đây, cái cục sạc này này, anh em cắm vào ổ điện thôi là được nha. Đó, mình sẽ đẩy cái màn hình máy tính xuống em nhé. Rồi, sau khi mình cắm cái củ sạc vào cái ổ điện thì nó đã lên cái màn hình Gamesir này em thấy chưa? Đấy, cái đầu này thì mình vẫn chưa cắm vào cái điện thoại của mình nhé. Đó, thì tí mình sẽ cắm cho anh em nhá. Rồi, tiếp theo để sử dụng thì anh em cần cắm chuột này, chuột bàn phím này vào cái cục Android D3 này anh em nhé. Đó, ở đây thì mình là D3 có pin này, thì anh em cần bật nguồn lên này. Đó, bật nguồn lên và anh em kết nối ra, kết nối Bluetooth nhá. Đó, anh em nhớ là kết nối Bluetooth với cả cái con D3 này nhé. Đây, kết nối Bluetooth này, con D3 này mình đã kết nối rồi nhá. Đấy, D3 đã kết nối rồi, anh em thấy chưa? Đấy, rồi khi anh em kết nối xong rồi đúng không, thì anh em sẽ cắm cho mình chuột vào trước nhá, chuột vào trước này. Đây, cắm chuột vào trước này, xong rồi đến bàn phím này. Đó, rồi ok, còn cái cục này thì anh em để một chỗ nào đấy cũng được nhá, anh em thích để làm giá đỡ cũng được này. Đấy, nó có thể làm giá đỡ điện thoại hay iPad được này. Nhưng mà ở đây thì mình sử dụng quạt tải nhiệt rồi nên là mình không cần giá đỡ nữa, mình sẽ gặp lại cho gọn, để một chỗ thôi để nó kết nối qua công nghệ Bluetooth mà anh em. Đấy, thì anh em thấy thì mình di trên màn hình nó đã nhận rồi này. Đấy, anh thấy chưa, đã di chuyển được rồi này. Đấy, nên xuống lại. Đấy, anh thấy chưa? À, ok nhá, thì video bắt phím thì mình sẽ để dưới phần mô tả để anh em có thể tham khảo nhá. Rồi tiếp theo cái cục này thì anh em cắm vào cái ổ điện cho mình thôi, cho quạt nó chạy thôi anh em nhé. Đấy, thì cũng khá nhiều anh em yêu cầu mình làm những cái video hướng dẫn như thế này, mình cũng bớt thời gian để làm cho anh em. Đó, anh em thấy chưa, quạt chạy vù vù rồi. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần cắm
cắm cái cáp này vào cái iPhone này, cái cáp từ cái game server này vào cái iPhone này, hoặc là cái máy tính bảng của chúng ta này. Anh em đợi một chút thì anh nói yêu cầu là tin cậy máy tính này không, thì anh em cần tin cậy cho mình nhé. Rồi anh em đợi một chút là nó sẽ view lên màn hình nha. Đó anh em thấy chưa? Đấy, chúng ta là cái gì là nó sẽ view lên y như thế nhá. Đấy, ok. Bây giờ chúng ta cần vào PUBG chơi thôi. Đó, khá là đơn giản đúng không? Để cái này lên cái quạt tản nhiệt nhá. Cái quạt tản nhiệt này có hai lắc anh em nhé. Lắc trên này, đây lắc trên này là cho điện thoại nha, lắc dưới cho máy tính bảng nha. Đây ví dụ mình đặt cái máy tính bảng của mình vào đây nhé. Đấy, ví dụ mình đặt cái máy tính bảng vào đây anh em thấy chưa? Đấy, rất là vững chãi nhá. Đó, còn lắc dưới thì là để cho lắc trên thì là cho điện thoại này. Đấy, đặt iPhone 6 mình vào này anh em thấy chưa? Lắc dưới thì cho máy tính bảng anh nhé. Đấy anh em thấy chưa? Vào cùng một lúc luôn. Đó, thì cái bộ này nó cũng hơi dây dợ một chút. Đấy, thì anh em setup nó gọn gọn này là được nhá. Dây thì quan trọng gì đúng không? Quan trọng là chơi ngon được. Đấy. Thì bộ này là bộ nó giá nó cũng khá là rẻ nên là nó sẽ hơi nhiều dây dợ một chút nhá. Thì được cái nọ thì mất cái kia anh em ạ. Đấy, chúng không có ai là hoàn hảo hết cả đúng không em? Ok. Đấy, mình sẽ vào chậm nhá. Đây, máy của mình là iPhone 6 nên nó sẽ hơi yếu một chút nên là anh em thông cảm nhá. À, mình sẽ vào phòng test, mình test cho anh em nha. Tại vì iPhone 6 nó rất là lâu rồi à, nên là nó sẽ hơi bị chậm một chút. Nên là có gì anh em hết sức thông cảm với mình nhé. Mình quay một chút nữa cho anh em xem nhé. Anh em nhìn rõ chưa? Hơi mất một chút ở trên nhỉ. Đó. Ok, nét phết rồi đúng không? Nét căng luôn nhỉ. Đấy, kéo dịch lên một tí nữa là đẹp này. Ok. Quá chuẩn luôn đúng không anh em? Ok, đã vào rồi nhá. Đấy thì anh em có thể tái nào. Mình di chuyển cũng khá là ổn rồi anh em nhé. Đó anh em thấy nhá, di chuyển cũng khá là được. Đấy, thấy chưa, khá là ổn anh em nhé. Đó, ok, bây giờ mình sẽ nhặt thử một khẩu súng nào. Nhìn anh em nhìn thì không có một tí độ trễ nào anh em nhé. Đây mình ăn nhảy này. Đó, ăn nhảy anh em thấy chưa. Mình sẽ bật mic lên nhá để cho nó có thể phát ra tiếng ở ngoài ra ngoài nhé. Đấy thì anh em tiếng ăn lên rồi anh em nhé. Anh em có thể thấy ra. Đó anh em có thể nghe tiếng chưa. Đó, rất là mượt nha. Đấy, anh em có thể nghe tiếng chưa? Hoặc anh em có thể cắm tai nghe vào để dùng nhé. Đấy, anh em hoàn toàn có thể cắm tai nghe vào nha. Thì ở đây máy của mình nó có cổng 3.5 này. Anh em có thể thấy nha. Có rắc tai nghe 3.5 này. Đấy, thì mình chỉ cần cắm tai nghe vào đấy thôi anh em nhé. Khá đơn giản các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắn thử cho anh em nghe này. Không biết ở trong tai nghe anh em có nghe rõ không nhỉ? Đấy, anh em có nghe rõ cái tiếng ở trong tai nghe không? Đây. Đó, đấy, thì ở ngoài mình nghe rất là rõ nha. Không biết anh em ở trong có nghe rõ cái tiếng ở trong tai nghe hay không. Thì tai nghe này mình đang sử dụng tai nghe Hyper này. Đấy, tai nghe Hyper. Tai nghe này cũng khá là đắt anh em ạ. Mình thích bản M4 này. Đây, ví dụ là M4 đúng không? M4 thì anh em thấy ghim tâm khá là ổn nhá. Đây là mình ghim tay nhá. Đó, ok, được chưa? Đấy, thì đây ghim tay nhá. Đó, còn tiếp theo là chức năng Macro rồi, tức là tượng ghim tâm này. Đây, thì anh em có thấy này. Mình không di con chuột nhá. Đây, con chuột đây anh em nhá. Đó, mình không di con chuột nhá. Đây, ví dụ bắn này. Đấy, nó sẽ ghim hơi bị nhiều đúng không? Thì mình chỉ cần tăng độ lên thôi là Control 4 này. Mình đã setup rồi này. Đó, thấy chưa? Đó, thì độ giật thì mình nó chỉ để khoảng 60-70% thôi. Thì ở đây mình để hơi quá này, anh em thấy nhá. Đó, thì ở đây mình để hơi quá thì anh em ghim này. Đó, gần như là trung tâm tuyệt đối nhá. Và quốc xảo anh em nhé. Và không có phụ kiện gì anh em nhá. Không có phụ kiện gì luôn. Mà bản nó như thế nhá. Đó, bây giờ mình sẽ demo cho anh em cái chức năng này. Đây, tab này. Đó, thấy chưa? Đấy, đấy tap nhá, mình sẽ chuyển về chế độ ghim tâm này. Thì nó có thể vừa tap vừa ghim tâm được anh em nhé, anh em có thấy này. Đó, thấy chưa. Đấy, thì độ ghim tâm nó sẽ hơi bị ít, mình sẽ tăng lên một chút này. Đấy, thấy chưa, đấy nó còn ghim xuống dưới này thôi nhá. Đấy, thì bình thường mình ghim tâm mình sẽ để khoảng 60-70% thôi. Đây, ví dụ tầm này này, đấy thì để mình có kéo tâm xuống một chút để ghim nó sẽ ok hơn. Đó, anh em có thấy nhá. Thì vừa tap vừa ghim tâm này. Đấy, khá là ổn anh em nhé. Khá ổn nhưng mà máy của mình nó yếu quá nên là nhìn cảm giác nó sẽ hơi bị giật đúng không anh em. Máy của mình nó khá yếu. Đấy nên là nhìn được anh em nhìn đây là nó giật lắm. Đấy thấy chưa? Đấy khực này. Đấy máy mình nó hơi bị yếu rồi, iPhone 6 đó. Bây giờ chơi game quá yếu rồi anh em ạ. Em iPhone 6S đủ lên chơi mình ngon được, chứ iPhone 6 nhưng mình chơi yếu lắm. Đấy anh em thấy nhá, ghim tâm rất là ok, ghim tâm rất là ok anh em nhé. Đấy chơi rất là ngon luôn. Rất là ngon, rất là mượt luôn. Thì máy của anh em mà cấu hình càng cao chơi càng khỏe nhá. Đây lên xe này thấy chưa? Đấy xuống xe này. Chuột sử dụng ngon lành luôn. Đó lên xe này. Đấy. Internet này. Ok bây giờ mình sẽ test thử cái chức năng binh của cái máy này nha. Đây. Em đi giờ hết nhá. Đó anh thấy chưa? Đấy, binh rất là đơn giản luôn anh em nhé. Binh cái này. Đấy, di chuột các thứ ok luôn.
bán sấy ra đấy, tìm tâm lúc nào cũng được nhá. Đấy, tìm tâm này, đấy, tìm hơi ít này, bật lên này, tìm nhiều lên này, đó thấy chưa. Đấy, thì anh em có thể tùy chỉnh độ tìm tâm rất là đơn giản nhá. Đấy, em thấy chưa. Đấy, thì bình thường mình để nó chỉ khoảng là mình quen chơi ở cái chế độ mà nó để khoảng 70% rồi, nên là mình không để nhiều anh em ạ. Thì tùy anh em thôi, anh em thích để 100% ghim dọc cũng được, nhưng mà mình chỉ để khoảng 60-70% để cho mình đỡ bị bắt tay anh em. Mình ghim một chút thôi là nó đã xuống rất là nhiều rồi. Đấy, anh em có thể tám này. Đó, ok anh nhé, gần như là không có một tí độ trễ nào anh em nhá. À, ship chạy tự động này, ship chạy tự động này, bản đồ này, tab này. Đó, rất là ok nhé, đầy đủ chức năng để anh em có thể chơi luôn. Rất là ngon luôn anh em nhá. Đó, bộ chơi game xịn sò này, view lên màn hình gọi là siêu to khổng lồ luôn anh em nhé. Đó, rất là đẹp luôn anh em nha, rất là đẹp luôn. Đấy, ok, thì anh em mà có quan tâm đến cái bộ sản phẩm chơi game bằng bàn phím chuột mà view lên màn hình này qua cái cục D3 này, đấy, cục này thì anh em có thể làm giá đỡ được nha. Anh em mà không có quạt tản nhiệt thì anh em làm giá đỡ được. Đây, đấy, anh em mà đấy, làm giá đỡ được nha, rất là đơn giản luôn anh em, làm giá đỡ được này, đấy, rất là đơn giản luôn. Nhưng mà có quạt tản nhiệt chơi sẽ mát hơn anh em nhé, có quạt tản nhiệt chơi là sẽ mát hơn và sẽ ổn định hơn anh em nha. Ok, anh em mà có quan tâm đến sản phẩm của FT3 này, có muốn tham khảo những cái bộ chơi game bằng màn hình chuột mà view lên màn hình, hoặc là anh em mà chơi bằng iPad hoặc là điện thoại Android của anh em nhé, đây iPad hoặc là điện thoại Android của anh em, thì anh em cứ liên hệ vào số điện thoại nha, số điện thoại này, Facebook, Zalo này, đấy, cứ liên hệ đấy nhá, thì bên mình sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em chọn được một cái bộ sản phẩm chơi game ưng ý nhất nhé. Và anh em lưu ý là tất cả những cái sản phẩm của bên FT3 bán ra thì sẽ đều được bảo hành cho anh em 6 tháng một đổi một nếu mà lỗi của nhà sản xuất nhá, 6 tháng một đổi một nếu lỗi của nhà sản xuất, và hỗ trợ anh em cài đặt trọn đời luôn anh em nhé. Đó, ok, cảm ơn tất cả em nha. Xin chào em, bye bye.